Như là nó trong lòng nó khó chịu người lắm, nghĩ con cái không có tiền bạc rồi sanh tới nơi chạy tới chạy lui như gà mất đẻ, đủ tiền đâu mà cho. Nó ơi mượn đồ này đồ kia có ai cho mình nữa đâu, rồi mượn trả không nổi nữa. Thì cô đâu có tiền, bán nhiêu là lụm cụm đóng hoài rồi đâu có tiền. Khi có 10-20 ngàn cho hai đứa, ông ngoại mà có tiền thì con không mất. Khi có khi không, cô thì thương con cháu lắm mà nhà cây không có mình ra tiền nhiều, mình không có cho con cháu được. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng quay trở lại cái hoàn cảnh của gia đình của chị Huệ. Hai vợ chồng với lại ba đứa con sống trong một cái căn chòi và phải mượn tiền ngày sanh em bé cô bác quý anh chị. Thì trong đó Bùi Hồ có trích quỹ của cô sư cô Phước Liễu ở Úc để hỗ trợ gia đình. Thì ở clip trước thì Bùi Hồ có thăm, thì hôm nay đồng hành với Bùi Hồ thì có chú có bác Thuận là một Việt kiều Mỹ cũng ghé để mà thăm về cái hoàn cảnh của gia đình của anh với chị, cũng như là có một cái hỗ trợ nào đó. Tại thấy cuộc sống cũng khá là vất vả mà hai vợ chồng thì khá là hiền luôn. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ vô đây ha. À cô ha, cô là mẹ, cô mẹ có chiêu hỡi hả? À ở đây đi con. Đâu đó. À, lần trước đến không có gặp. Chào anh mới vô. Chào em. Đây có bác ghé thăm. Thì lúc trước là cái căn nhà này á là nằm ở dưới này nè bác, nằm ở dưới luôn, lũ bằng gạch ống à, có nghĩa là nằm ở dưới đó đó. Thì sau này được một số mạnh thường quân hỗ trợ thì cắt lên cái sàn như thế. Dạ, cắt lên cái sàn như thế này. Rồi lúc trước là cái miếng bạc đó đó, che như là một cái chòi dịch vậy bác. Miếng bạc đó đó, che giống như là cái chòi dịch. Dạ, rồi sau này mạnh thường quân mới hỗ trợ thì được đi sanh bé nè, bé mới hơn tháng à. Dạ anh này là anh An chồng, vô đây ngồi đi anh nè. Chia sẻ mà cho bác biết luôn là nhà của anh An là tấm là ở dưới chỗ này á, là tấm tấm là phải tấm ở ngoài trời, không có miếng màn che lại luôn. À, anh An mới đào lại đó hả anh An? Dạ em làm bữa em tính làm nhà vệ sinh đó. À con mới nói là thôi làm nhà vệ sinh lại. Chị Huệ là tắm là phải đợi trời tối mới tắm được. Lý do là không có tiền để làm nhà vệ sinh. Chào chị Huệ, chào anh An, chào gia đình mình, chào bé Tường Vi. Chào Khang. Dạ con chào chú Hồ. À chào con, chào cô. Dạ. Đây là bác con hôm nay thì bác thì cũng ở Việt Nam, về Việt Nam thì cũng mấy tháng nay rồi. Dạ. Thì hôm nay bác ghé để mà uống cà phê với bác thì dạ, cho bác biết về cái hoàn cảnh của mình đó. Dạ dạ. Vui đời, vui đời. Em mấy ngày nay gia đình mình sao chị Huệ? Dạ, anh cũng đi bán một số đó anh. Em bán trường mấy đứa con về nghỉ trường chút anh Bùi Hồ. Bữa nay là bán được nhiêu tờ? Bán còn được 70 tờ, sáng giờ bán được có 30 mấy tờ này. Đâu lấy xứ chứ. Là trước đây là anh An là làm cái nghề thợ thì sau này bị tai nạn giao thông, té rồi bị chấn thương sau não. Trên tay có bồi thường không? Dạ không bác, cũng như con đi làm tối về cũng như hôm thứ bảy thì cũng có uống với anh em vài ly rượu rồi con chạy về bị tai nạn. Uống rượu. Dạ. Còn bé này thì bị xe 7 chỗ đụng, người ta không có thường cái chân nè. Dạ, đưa anh. Trời ơi, đụng rồi nào. Dạ, đụng cũng 3-4 năm nay rồi bác. Đụng rồi. Đúng rồi. Dạ. Xe 7 chỗ đụng không đền luôn. Không có trách nhiệm, không có đền. Bị người ta con bị này kia. Nuôi nắng gì cho bé nha.
Hôm nay gia đình mình ăn cơm chưa chị? Dạ, dạ em ăn rồi. Cơm rồi, cơm gì ta? Dạ, canh chua. Bữa nay mua miếng cá bà xà về nấu canh chua. Canh chua anh vừa hộp. À, mà chưa ăn chứ? Dạ, ăn rồi anh. Ăn rồi sao còn nhiều vậy? Dạ, ăn nhà hết. Thầy hai bé Tường với lại Khang mới đi học vậy? Dạ. Dạ, lúc 10 giờ. Không bán gì sáng. Đứa con nè, chiều chạy về đây nghỉ ngơi, cái chiều chiều có 1 giờ cái đưa con cái em đi bán luôn. Đây là bà lấy 100 tờ? 110 tờ anh Bùi. Cô làm mẹ con chiều rồi. Dạ. Dạ, cô ra đây đi cô. Hôm trước có tâm sự với anh An rồi, con nghe nói cô là đứng ở ngoài mà cô nghe Nguyễn nói là cô khóc luôn. Dạ. Nghe con mình kể cái hoàn cảnh của con á. Thì cô khóc, thì tại sao lúc đó cô suy nghĩ gì mà cô lại rớt nước mắt? Tại vì con suy nghĩ là thiếu nợ, rồi không có tiền, đóng 1 triệu rồi đóng gần 20, mượn 5 triệu rồi đóng gần giáp năm. Mượn 5 triệu đóng gần giáp năm là sao? 1 ngàn, 20 ngàn, 1 triệu á, 5 triệu, 1 ngàn, 100 ngàn. Rồi cô đóng hết có nổi. Vậy là cô mượn tiền giáp 5 triệu, rồi mỗi ngày là 20 ngàn, là 5 triệu là 100 ngàn. Một ngày 20 ngàn, 5 triệu thì 100 ngàn. Giữa đó cô bán màu cháo thì khi đất thì được 200 mấy. Còn ấy thì 100 mấy thì ấy không có lời nồng bạc hết. Cô bán ở đâu? Cô, ông chồng cô thì đẩy vòng vòng vậy đó. Rồi cô thì hai bây giờ bắt đầu đi ăn cơm tô. Cô bán cháo gì? Cháo cá. Cháo cá lóc mình đó hả? Ừ, cháo cá lóc mình đó. Là cô bán ở đâu? Cô đẩy đi tùm lum hết trơn. Cổng đẩy đi. Đẩy xe. Ừ. Còn chú thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm 70. Cô sinh năm mấy? Năm 71. 71. 70 là bao nhiêu anh? Là con 71 tuổi. 52 tuổi. Mà con thấy cô có vẻ là cứng á. Cứng dạ. Tại lao động nhiều quá hay sao? Lao động hoài vậy đó, con có giờ nghỉ ngơi vậy chứ không con? Cô với chú có mấy người con? Thì có 2 người. Huệ nè, với anh Tiền nhỏ Bắc Hòa cũng nó có con mà 4 đứa. Bộ 3-4 đứa con. Rồi con muốn hỏi cô là tại sao cô hỏi với số tiền 5 triệu như vậy để lúc trước để mình làm ăn hay sao? Tại cô ở thành phố rồi về bị dịch đó, rồi về đây rồi không có tiền làm vốn. À. Rồi với phòng trọ mướn 1 triệu. Rồi cho nên cô mới vay tiền đến 5 triệu để cô mua cái chiếc xe đẩy với nồi chén bát rồi đó. Với cô trả tùng nợ là mượn 5 triệu đó. Cô đóng hoài đóng hết không hỏi luôn. Hiện nay thì cô còn nợ gốc lại là bao nhiêu? Thì 5 triệu đó đóng hoài. Ủa sao? Có nghĩa là mỗi ngày 20 là chỉ đóng tiền lời thôi. Tiền lời thôi. Là 1 triệu ngày 20 là tiền lời, không có tiền gốc. Không có tiền gốc. Vẫn còn thiếu 5 còn triệu. Còn thiếu gắn 5 triệu hoài vậy đó. Là mấy năm rồi cô? Người Tết này nó 1 năm rồi. Bây giờ đóng hết nổi thì người đóng ta có siết nợ gì không? Mình đóng hoài người ta đâu có siết. Đóng hoài vậy đó, mỗi ngày 100 hoài vậy đó. Mỗi ngày cô bán cháo là cô nói cô lời nhiêu? Cô bán đắt nhất là được 200 có. Còn ế thì 100 có, khi ế không có lời đồng bạc. Giờ không có lời tiền đâu cô đóng? Thì cô mới lấy tiền vốn, cô mới đóng cho người ta chứ đâu có thiếu được. Tiền đó là tiền đứng, chứ không phải tiền góp mà cô thiếu được. À cô hỏi tiền đứng, có nghĩa là 5 triệu thì cô cứ đóng 100 ngàn. Đóng lời hoài, chừng nào cô có gốc thì cô trả gốc. Dạ, chừng nào có tiền mới trả được. Cái đó là tiền cô hỏi là từ ở ngoài hay là người thân? Ở đó ngoài. Người ta biết cái hoàn cảnh của mình không mà người ta lại cho mình đến 5 triệu vậy? Tại mình hỏi, người ta hỏi mình cái buôn bán làm sao người ta hỏi như vậy đó. Rồi mình nó trả lời giờ bán vậy đó. Rồi giờ thì tôi mượn vốn để mua xe cộ vậy đó. Rồi tôi mỗi ngày tôi đóng là tôi có vốn rồi tôi trả lời. Mà tới giờ không có vốn liếu gì, không có trả nổi. Hiện nay là chú đi bán hay sao? Chú đẩy đi bán. Dạ. Không đẩy đi tùm lum hết trơn. Cháo là mấy giờ là cô nấu? Cô là có 10 giờ là không đẩy đi, mười mấy cái 10 giờ tùy theo. Cá lóc đó là mình tự làm hay mình mướn người ta làm? Mình về nhà mình làm. Mình làm. Mỗi ngày làm nhiêu con cô? Mỗi ngày là làm 6 kg 6 kg rưỡi. 6 kg là khoảng 10-20 con. Dạ. 6 kg 6 kg rưỡi. Cô tắt lại chút xíu nghe sao cũng được. Nhớ con nó điện. Con muốn hỏi cô như thế này nè. Là cô bán cháo cá lóc đó là bao nhiêu năm rồi? Cô bán rồi
mười mấy 20 năm rồi. Là mỗi ngày là cá lóc đó là cô tự đập đầu luôn? Mướn người ta làm rồi cô cứ về như cắt kỳ cái đồ đó rồi cô làm lại. Làm lại sạch sẽ mới được chứ nếu mà không sạch sẽ nó tanh lắm, bán nó được. Con muốn hỏi cô á là mình bán cháo cá lóc từ đó giờ luôn hay là như là có bán cháo trắng hay là gì không? Không, bán cháo cá hồi nào tới giờ. Con nghe bác đi trực cùng với con nói là tại sao nhà mình lại nhiều nghiệp như vậy. Có nghĩa là bé Khang á, thì lại bị cái chân xe 7 chỗ tông nè. Thì anh An á, thì lại bị chấn thương sọ não nè, do bị tai nạn giao thông luôn. Thì con hỏi thầy cô ha, có gì cô đừng có buồn con. Cô có khi nào cô nghĩ nó là nghiệp của mình không? Thì cô thì không biết cô đó là cô không nghĩ tới. Tại chan chu thôi chứ ngủ mai thôi chứ không có nghĩ tới đâu. Không nghĩ tới vụ nghiệp chứ. Rồi tấm lòng bằng hoài thôi chứ không nghĩ gì hết. Cô có nghĩ là bao giờ là mình sẽ nghỉ bán với lại cái nghề cháo cá này không? Không, nghĩ thì cô có chuyện gì làm nữa đâu. Ngày nào giờ là ngày cháu cá rồi bán hoài với đâu con. Cô theo đạo gì hả? Dạ đạo Phật. Cô đạo Phật hả? Ừ. Phật Hòa Hảo hay là Phật Thống Nhất cô? Phật giáo á. Phật giáo Hòa Hảo. Nếu như có một cái người muốn hỗ trợ cho cô là nghỉ bán cháo cá lóc, cô chuyển sang đi bán số hay là bán cháo trắng gì á, trả hết cho cô số nợ đó thì cô có chấp nhận không? Thì tỷ con giúp đỡ thì cái ngày đó cũng cùng nhau. Cái này con cũng chưa biết có ai giúp đỡ không. Nhưng mà con nói nếu như thôi, nếu như người ta sẽ trả hết cho cô 5 triệu số tiền đó hàng ngày cô góp, rồi cô sẽ nghỉ bán cháo cá lóc đó, cô sẽ bán cháo trắng, hoặc là cô đi bán vé số ngày 50 tờ thôi, cũng 50-60 tờ thôi cũng được, thì cô có chịu không? Thì cô 50 tờ, chú 50 tờ. Cô với chú bán cũng nghỉ cũng được đó con. Nghỉ bán cũng bán số được. Dạ. Bây giờ thì hết nợ rồi mình bán có ăn với có tiền nóng còn tiền hàng trọ đều được rồi. Dạ. Đó vậy đó. Cô có tiền nóng còn trọ với ăn uống này kia thôi. Dạ, nhưng là cô chấp nhận ha. Dạ. Bây giờ đẩy con cũng đẩy con nó nổi. Tại là lúc trước cô bị mổ rồi tới nơi chết rồi mà. Cô bị gì? Vỡ ruột thừa á. Rồi túi mặt, rồi gan nhiễm mỡ nó đủ bệnh hết trơn, rồi u sơ tử cung nữa. Nó bây giờ cô mổ là năm 2019, rồi giờ là mặn, đồ nặng là mặn không nổi. Với hai cái này là nó nhức hoài à. Mà lên này xuống nó nhức hoài chứ không nổi. Thật ra thì con thì chỉ chia sẻ cho cô bác của anh chị biết thôi. Yeah. Nghề nghiệp của cô thì cô phải làm mưu sinh. Yeah. Cô không làm thì không thể nào có tiền trang trải cuộc sống gia đình mình được. Nhưng mà đối với con thì có cái gì đó nó sát sanh thì nó có vẻ như là nó sẽ gây cái nghiệp. Con không biết là cô ăn chay hay mặn như thế nào, nhưng mà con nghĩ là mình sát sanh nhiều nó cũng không tốt. Thì con chỉ muốn định hướng và cô hỏi cô nếu như như vậy thì cô có chấp nhận hay không. Cái này con không có ép cô. Con có người mà giúp đỡ cô thì cô cũng chấp nhận vậy. Nghĩ cái ngày đó cũng được. Mình đi bán với số một bạch kiếm ăn với lo mót đóng tiền phòng trọ thôi. Dạ. Con chia sẻ với cô một cái câu chuyện mà con đã từng đi quay con gặp như thế này nè. Anh kia anh lặn mò cá ở dưới sông á. Thì anh lặn bắt cá bằng tay không. Anh lặn trong vòng 15 phút đồng hồ là đầy một gọng. Là chính con quay luôn. Thì ảnh mò một ngày là bán 2-3 triệu á. Nhưng mà cuộc sống ảnh đóng dư. Yeah. Anh bán hết rồi anh nói khô dầm là hết tiền. Thì con có một mạnh thường quân á, hỗ trợ cho ảnh là sửa nhà lại luôn. Rồi ảnh hứa là bỏ nghề. Tự nhiên sau này thời gian cái ảnh đi mò 1-2 lần thì lại cái ảnh bị phổi rất là nặng luôn. Mà con không biết, rồi con qua anh hỏi, ảnh nói phổi, anh hỏi anh có đi mò nó có. Bây giờ trị cũng chưa hết. Thì con nghĩ đó cũng là duyên nghiệp thôi. Thật ra con thì chỉ biết chia sẻ với cô cái câu chuyện như vậy để cho cô có thể cô sẽ kiếm một cái nghề gì đó nó hạn chế sát sinh tí xíu để cô làm ha. Dạ, cô bỏ cái ngày cháu thì cô cũng
anh thấy cô bán thì cô cũng kiếm chuyện gì thôi, chứ còn cái ngày cho cá này là hỏi thất thanh là đúng rồi. Tại vì cô cũng chưa có nghĩ tới lo cấm đầu mà mặn hoài mặn hoài, chứ không có nghĩ gì cái nghiệp nó để có tiền nó trả nợ thôi, chứ không có nghĩ gì cái nghiệp hết. Cô nghĩ nó nhiều đó. Cái ngày mà con của cô đi sanh á, hỏi á, là hỏi không có tiền thì có hỏi mượn cô không? Họ có hỏi mà cha mẹ nghèo quá không có tiền cho. Cứ chạy vô chi ra tiếp con vậy thôi chứ không có tiền cho con. Nhảy sanh đẻ cô cũng không có đồng bạc nào túi hết trơn. Con cháu thì không có vốn nữa đi mượn. Chứ không phải có tiền thì cho con gái được, không có tiền. Chạy vô chi ra thôi. Chứ cô nghĩ giờ ba đứa con thì cô thì mình thấy cô có tiền có cá giả này cho con cái, còn giờ không có tiền mình lấy gì cho nó nghĩ gì đó. Lúc mà chị Huệ có một cái dấu hiệu xanh á, chạy nhớt rồi, rồi không có tiền quá bí bách quá, thì lúc đó lòng của cô nó có đau dữ không? Quậy lắm luôn, như là nó trong lòng nó khó chịu người lắm, nghĩ con cái không có tiền bạc rồi sanh tới nơi chạy tới chạy lui như gà mất đẻ, đâu có tiền đâu mà cho nó, rồi mượn đầu này đứa kia có ai cho mình nữa đâu, rồi mượn trả không nổi nữa, nó có nhiều mình trả con không nổi đâu, mượn lấy gì trả nổi. Thấy con cái gì cũng mình cũng đau lòng thôi, không có đâu. Có khi mấy đứa này ăn uống không có, có khi ngoại tiền cho con tiền chút đỉnh không ăn cũng đâu có tiền. Ngoại bán bao nhiêu thì gớt khách để cho người đưa tiền đóng tiền lời người ta cho người đâu có tiền đâu cho con cho cháu. Nó cô nói gì đó. Những ngày Tết thì sắp tới rồi, thì bà cô á, mày có dự định gì để mà sắm đồ cho con cháu gì không? Không có tiền sắm. Tiền nhà tới, tiền nhà, tiền phòng trọ tới nữa, cô đâu có tiền đâu. Bán ngày nào là hết rồi đó, không có tiền. Cái bán bình quản, cô bệnh không có tiền mua thuốc uống nữa. Tại cái bảo hiểm là hết rồi, nó còn hết rồi 2019 năm. Hết bảo hiểm rồi. Hết bảo hiểm luôn, tới bây giờ cô còn mua có bảo hiểm được mà bệnh hoài vậy đó. Thật ra hôm trước thì con chuẩn bị đi Lào thì chị Huệ có điện cho con, thì con nghĩ là cái số tiền nó không có lớn lắm, nó chỉ có 2 triệu thôi à. Mà chị của chị Huệ nói á, bây giờ muốn đi sanh rồi không có tiền đi sanh, em con hỏi là cần nhiêu, chị nói là chỉ khoảng 2 triệu để nhập viện thôi, tại người ta yêu cầu đóng viện phí. Thì con không ngờ là rất là sốt sang. Thì bây giờ cũng thôi, cũng qua rồi. Thì mà con nghe nó chịu hợi nói là bà ở trọ. Tiền trọ là 1 tháng 1 triệu, người điện nước là 1 tháng 400 mấy. Là 1 triệu tư? Là 1 triệu tư, gần 1 triệu lử đó. Có mấy nhà cũng là 1 triệu lử. Không có nhà cửa gì sao phải ở trọ? Không, ở Hà Lào tới giờ là hồi 30 năm rồi, ba mấy năm rồi. Là 31 năm rồi, nhỏ con gái lớn rồi 31 cũng. Đó là mùa Tết cô vẫn bán hả? Tết cũng vẫn bán luôn, không có nghỉ. Không ăn Tết luôn? Không ăn Tết, tại cắm đầu bán hoài. Khi mà cô đi bán Tết như vậy á, thì đối với những người á, tuổi cô là tuổi tuổi hưu nè, rồi thậm chí là người ta ở nhà được con cháu chúc phúc ngày Tết, thì cô là một người buôn bán đến nỗi mà Tết mình không biết là mừng tuổi mới là gì, thì lúc đó là cô có tuổi dữ không? Tuổi trong lòng chứ, không có tiền lại nhà cô bác, không có tiền của người ta cũng khi dễ người mình đó, cho nên gì đó cô phải bác kiếm tiền, không có đi đâu chứ, ông bà con cái không có lại cúng được, không có tiền mua đồ cúng, không có tiền mua đồ cúng, cái lại mình tuổi, không có tiền của bạn mình tuổi. Nên nó cô Tết này cô đi bán ngoài à, ngày nào hết thì về vợ chồng ở nhà, không có đi đâu hết trơn, không có lại nhà hết.
chiều 30 vẫn còn làm cá để bán. Vẫn làm luôn, bán một cũng bán luôn. Vậy đó, khi cô mua cá có tiền thì cô mua bữa 30 luôn. Mua để dọn đó rồi bỏ vô ốc nước đá. Rồi bắt đầu sáng lại cô nấu cô bán nữa. Bán gì đó, không có nghỉ ngày nào hết. Cô nói là cô rất nhiều bệnh, vậy thì nó có nhức mỏi đâu không cô? Có. Bây giờ nè cô ha, nằm một chút xíu ha là cái chỗ này nè, nó lên cái nó nhức nửa thân mình, nó nửa cái đầu vậy nè mà nó cứng cái càm nói chuyện không được. Mà nó đau chỗ này nè mà không biết đau cái gì mà đau quá trời chỗ này. Bây giờ cũng y gan vậy đó, cũng mà bị mổ tới giờ nó đau tới gì hoài đó. Khó thở lắm. Đi chút xíu là nó đau chân cái ngực mà đâu có tiền đâu mà đi khám hết bảo hiểm mà. Hết rồi 2019 bây giờ là cô bệnh nó gầy cái người ta cho tiền. Cái sớm nghiện người cho mớ để mua cái bảo hiểm. Mua rồi được khám rồi được lấy hết cái bảo hiểm đó nghỉ luôn tới giờ. Không có mua được, không mua tiền. Rồi không mua được cái bảo hiểm đó. Cô nói là cô có ước muốn gì? Cô muốn ước như là trả nợ hết. Cô có số vốn để cô mà ăn đi bán cũng kiếm tiền đóng phòng trọ, như thế ra có tiền mua thuốc uống rồi mơ ước lâu nhiêu rồi. Tôi nhà cửa đi không có đặt từ đây gì chứ mọi nhà ở mua phòng trọ 30 năm mà hồi gái hôm nay là như 31 tuổi mua tới giờ. Tết thì có lì xì cháo gì không cô? Tết thì cô đâu có tiền, bán nhiêu là lụm cụm đóng hoài rồi đâu có tiền. Có khi có 10-20 ngàn cho hai đứa ông ngoại và có tiền cho con ăn bánh, khi có khi không. Cô thì thương con cháu lắm mà nhà cái không có mặn ra tiền nhiều, không có cho con cháu được. Hết đời của cô thì bây giờ tới chị Huệ cũng khổ, bây giờ nhà cửa cô không có gì hết á. Cũng may là được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho được một cái căn nhà mà không có cửa luôn, gọi là cái căn nhà nhưng mà thật ra nó tạm bợ lắm. Nó từ những cái cây trúc và những cái miếng tôn ghép lại thôi. Những lúc mà mưa gió thì thậm chí là không có chỗ tắm luôn. Mưa gió thì sao đâu tắm được, đúng không anh? Rồi muốn tắm là chị xanh nở như thế này nè, muốn tắm là phải đợi trời tối, mà người ta lại kỵ nhất là việc mà phụ nữ mới xanh thì tắm tối. Tại vì rất là lạnh, tại vì cơ thể của chị cũng rất là yếu rồi. Cấp con ở đây, về đây ở đâu có lót gì đâu. Rồi cô cũng thấy cảm thấy con cái nó không có chỗ, nó ngủ ngay, nó lót gạch, mình cũng bực bội nữa. Nó lót ba cái gạch đá rồi nó lót cái cây su xuống, nó nằm ngủ sợ mấy con gít đồ đó với trùng rồi nó chui vô hai lưỡi tay đứa này hoài. Đó, cô mới chạy ra chạy vô hoài không biết làm sao cho có vay có tiền của bà cũng mua cái cây có che lên để thôi, mấy đứa này nó ngủ đêm hôm, mấy con này kia nó chui vô lỗ tai nó. Cô ngoại cô ngủ cô không yên nữa, thấy nó nằm mấy dưới hoài ngủ con chịu không nổi nữa. Mấy đứa này thì nó đeo cha đeo mẹ, khi bắt đứa này đi ra ngoài ngủ chặt quá, đi ra ngoài ngủ với cô một hơi đêm nhưng nó nghỉ học đó, là ngày thứ bảy chủ nhật đó cô bắt cô ngoại cho nó gồng chỗ, sợ nó con này con kia nó chui vô lỗ tai. Hồi lúc trước nằm chút ở dưới chứ không phải lót cái gì, sợ côn trùng nó chui vô. Trùng với gít đó nó chui vô lỗ tai á, cho nên cô ngủ mãi cô không yên đó. Thấy con cháu gì mình chịu không nổi đó. Trời ơi, thì nước ngập khoác, nước ngập nó lên, nước lên tới như này luôn. Để nó mới kiếm cây, nó chó nó chấp nó giá lại lần nó kê lên nó ở. Nhờ mấy cô mấy chú rượu Mạnh Thường Quân nó cho đó, mới tiền nó để mua tôn rồi nè, cắt lại ở có tạm ở vậy đó. Cái nước ngập dữ lắm, mùa nước
Thế bà ngoại khóc buồn không Khang? À, lúc mà bà ngoại nói là ngủ ở dưới là mấy con côn trùng chui vô lỗ tai đồ, có chui vô lỗ tai con không? Có. Chui sao, nói cho chú Hồ nghe với. Dạ, con ngủ đi không hay, tới sáng ra nhấc mình lỗ tai. Rồi ba con nó lấy cái ống hút á, chọt vô á. Lấy ống hút? Chọt vô bên lỗ tai rồi cho con trùng nó bò lên á, rồi ba lấy ra. Không, con trùng nó bò vô hả? Dạ, nó bò vô lỗ tai. Con giọt lỗ tai, con bị xích gì đó anh. Cũng như mấy con côn trùng chứ không phải là con trùng. Nó tròn tròn vậy. Chui vô lỗ tai. Nó như cái con. Hiện nay cái nhà gì thì ngủ đỡ lại chưa? Dạ đỡ rồi. Vậy hả? Dạ. Con cái này mũi nó nhiều. Bé ở ngày quen không chịu thôi. Cái mệnh để anh ôm. Anh đang hỏi ngài là có hỏi là bao nhiêu tiền xây đó không? Cái này em chưa hỏi, nhưng em tính hào hào là cũng cỡ gần 3 triệu anh Bùi. 3 triệu hả? Mình mua cát rồi xi rồi tôn rồi nữa. Nhà vệ sinh nữa hả? Dạ, chắc cỡ 3 triệu với cái bàn cầu nữa anh Bùi. Với ống rồi nữa mình đi nữa. Là hết luôn là 3 triệu? Dạ, em tính cũng cỡ 3 triệu. À. Rồi tính khi nào xây? Em hả? Em tính bữa nào em bán hết sớm á, em làm. Chứ bây giờ còn số em làm thì chịu ôm với số luôn. À, cho em mượn cái cho em mượn mấy tờ vé số thôi. Trời ơi. Là như thế này là mấy chục tờ? Dạ em còn gần mấy chục tờ nữa anh. Ừ. Em bồi hộp. Lấy cho em 20 tờ đi. Dạ anh lấy tờ nào. Anh lấy tờ nào cũng được trơn á. Chiều trúng hai anh em mình chia ra. Có cùi này nhiều, anh em lấy cho anh mỗi cái 5 tờ ha. Anh lấy sao cũng được, dạ. Cho em 20 tờ đi. Dạ. Đếm được không? Đếm được. À, con hôm nay có lại với bác á, chơi. Rồi con cũng có món quà gửi cho bác chai dầu nè. Này chú Kevin Trần ở Mỹ á, gửi cho bác. Chai dầu đó ở Mỹ gửi về. Yeah. Cô cũng xin cảm ơn cho cái cô ông. Cái này cô chú Kevin Trần ở Mỹ á. Chú đó ở Mỹ đó. Để lại... Mùi hồn. Dạ. Đủ 20 tờ nè. Rồi này gửi cho hai mẹ con bé nè, như là các bé nè, sức đi có gì hết nói em. Cảm ơn. Con cũng xin cho mẹ lại. Cảm ơn chú đó hôm anh Mỹ. Chú Kê Vinh Trần. Chú Vinh Trần ở Mỹ ủng hộ cho con được che dầu sức ấm cho con. Xin cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Rồi, thiếu đi. Ở em đưa tiền chưa? Dạ, anh đưa em tiền bên đây rồi. Thiếu đi cho lại thiếu. Rồi đúng không? Dạ 20 tờ. Rồi tặng anh là 1 tờ. Dạ, em... chiều nay mà nếu như mà trúng rồi mai mốt nghỉ bán vé số. Dạ, mua vô kim kiếm mua đất mua nhà cắt ở. Dạ. 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 Ở trên này thì cái đây là cái lòng của anh Bùi Hồ, chiều nay trúng được tờ đặc biệt chúc mừng chiến trời. Rồi con tặng lại cho bác nè. Bác cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Dạ. Cô có chú đột bác con cũng nhớ quên lên con trước đời luôn. Dạ, có biết con. Dạ, khỏi trúng đột đắc trúng 30 triệu thôi cũng được rồi. Hôm nay thì tại vì con có dịp về Long Xuyên. Rồi ghé thăm lại hoàn cảnh với lại coi có anh đang như thế nào rồi. Thì để coi ảnh làm tới đâu rồi, đang coi đang con biết. Tình nay tình cờ gặp bác ở đây luôn. Yeah. Chia sẻ cho cô bác với anh chị biết. Vì ảnh có bác Thận nè. Đi chơi chung cho vui. Thì con chúc bác á. Thì sẽ được duyên lành. Thì con chúc bác sẽ có được cô chú và anh chị chung tay nhau hỗ trợ để cho bác chuyển sang một cái nghề khác. Có thể là bác đi bán vé số 50 tờ thôi. Yeah.
rồi bắt trai bán 50 tờ thôi, là hai người được 100 tờ cũng đủ ngày rồi. Dạ. Rồi sau đó hết nợ thì cứ từ từ sống bà cháu cùng nhau mà cố gắng vượt qua. Dạ. Chứ con thì gọi là con thì chỉ biết là nó sát sanh thì nó mang tội thôi. Dạ. Mình hạn chế sát sanh được cái nào thì nó đôi khi nó lại đỡ cái đó ra. Dạ, con cũng mong là trợ Phật sẽ độ cho bác hết với lại cái nghề bán sát sanh rồi luôn đó, sẽ chuyển sang một trang mới, bác sẽ bớt bệnh này kia. Dạ, thì con cũng mong là vậy. Con bác cũng chúc cho con để lời thăm mấy chú bác ở ngoài với con với mấy chú ở đây. Dạ. Tết thì vui vẻ, lành mạnh. Cũng biết sao giờ. Cũng còn chưa tới một tháng nữa là tới Tết rồi. Dạ. Thì con mong gia đình của bác năm nay sẽ, Tết năm nay sẽ khác so với Tết những cái năm trước. Dạ. Sẽ có những nụ cười. Dạ. Những lời chúc phúc từ con cháu. Dạ. Và nhận được những cái lì xì từ con cháu để mà hưởng một cái mùa xuân ấm áp ha bác. Dạ. Rồi thôi. Bác. Dạ. Bác chị cúc chúc phúc cho con Tết nay vui vẻ ha. Với mấy chú ngoại. Dạ. Với mấy chú chú. Dạ, bác thương. Cũng vui vẻ, vừa ngoại ăn Tết vui vẻ. Với chú này nè. Dạ. Ơi Khang, có nói gì với lại cô chú anh chị không? Dạ, con chúc cho cô chú anh chị Tết. Ông bà. Ông bà Tết vui vẻ, làm ăn phát tài phát lộc, năm cũ bước qua năm mới, tiền vô như nước. À, gửi lời. Hình dưỡng. Gửi lời cảm ơn không? Dạ, con gửi lời cảm ơn với ông bà cô chú anh chị. Vậy đó, chúc cho gia đình con có sữa sùng cho em con uống, có tả, với có tiền để cắt lên mua mấy miếng tôn để cắt lại cái nhà. Dạ, cảm ơn. Ơi, Tường, nói gì không? À, không nghe con ăn kẹo không? Nói chút đi, chúc ông bà. Thôi mắc cỡ quá rồi. Mắc cỡ quá rồi. Thôi chào gia đình mình ha. Con cũng chúc cho gia đình mình sức khỏe. Chào chị, hôm nào sẽ quay trở lại. Dạ.